Anh ơi, anh Điệp ơi. Ôi ơi. Chị hỏi phải nhà anh Điệp không ạ? Phải em. Dạ, em tới thu hồi một cái đơn hàng đó, mình có một đơn hàng cần thu hồi đúng không? Rồi rồi rồi, ok. Dạ, anh cho em xin. Rồi 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 rồi. Em đợi anh xí nha. Ủa sao anh đặt từ thứ hai bữa nay mới có người thu hồi đúng tuần luôn á? Nói chung là do nó lên à. Để em xí nha.